Nghệ sĩ Vũ Linh mắc bệnh nặng tại tuổi U70 khiến fan lo lắng, Thoại Mỹ cầu nguyện, cuộc sống hiện tại của anh ra sao? Mới đây, Thoại Mỹ chia sẻ loạt hình ảnh dàn nghệ sĩ cải lương hội tụ tại nhà của nghệ sĩ Vũ Linh để thăm bệnh nam ca sĩ này. Trong hình ảnh có thể thấy, ở cổ của Vũ Linh có u lớn, tuy nhiên phía gia đình không cho biết ông mắc bệnh gì. Nam nghệ sĩ vẫn rạng rỡ và đặc biệt trẻ trung. Vũ Linh được xem là ông hoàng cải lương hồ quảng trong suốt sự nghiệp, nam nghệ sĩ đã cống hiến cho nền sân khấu cải lương nhiều vở tuồng huyền thoại. Trước đó, giọng ca sinh năm 1958 đã mắc phải bệnh, bỏ hát nhiều năm liền. Thoại Mỹ nhắn nhủ: "Cầu nguyện cho anh Nam Vũ Linh mau hết bệnh để tiếp tục phục vụ cho quý khán giả. Biết bao tình yêu thương của mọi người dành cho và đang trông chờ anh. Cố gắng lên nhé, tình yêu của em ơi." Vũ Linh hiện tại mắc nhiều bệnh tuổi già nhưng may mắn có con cháu bên cạnh chăm sóc. Nam nghệ sĩ 5X không có vợ con nhưng được các con nuôi và các cháu chăm sóc tận tình khi về già. Xuất hiện trong chương trình cách đây không lâu, ông tâm sự: "Thời gian qua sức khỏe của tôi không được đảm bảo, nên 2 năm, 3 năm qua bác sĩ không cho tôi đi diễn. Tôi xúc động vì 3 năm không đi hát với tôi là một khoảng thời gian rất dài. Tôi trở lại vì nhớ đồng nghiệp, nhớ ánh đèn sân khấu và tiếng vỗ tay của khán giả." Ngoài căn bệnh đường ruột, Vũ Linh còn mắc vấn đề về cột sống, không thể nào đứng được thường xuyên. Trong quá khứ, Vũ Linh là một nghệ sĩ vô cùng nổi tiếng. Ở thời điểm Hoàng Kim, ông đã từng nhận được rất nhiều tiền cát xê, có đêm hát lên đến vài chục cây vàng. Năm 1992, tôi đi hát ở một đoàn hát bán vé 12.000 đồng một vé. Người ta thu được 99 triệu đồng thì biết bao nhiêu là khán giả. Lương của tôi nhận được là 15 triệu vào năm 1992. Nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh nói: "Được biết chỉ sau vài buổi đi diễn, các nghệ sĩ đã thu được thù lao rất khủng." Ông nói thêm: "Thời của tôi nhiều nghệ sĩ hát chừng 2 ngày thôi. Qua hôm sau, họ có thể ngồi đếm tiền, đếm từ trưa đến chiều tối. Thời đó không có băng đĩa, khán giả hiếm khi thấy nghệ sĩ nên họ có dịp là sẽ đi xem ngay. Một lần khác tôi đi diễn dưới Cà Mau, 7-8 ngàn khán giả kéo tới là chuyện bình thường. Có lần tôi diễn ở Sóc Trăng, phải tới 11.000 khán giả, thu về hơn 100 triệu đồng, ngồi đếm cả đêm, đếm tới sáng, đếm từ trưa tới chiều. Tới giờ diễn luôn cũng không đếm hết tiền, phải đem theo cả bao bố để đựng tiền." Tuy nhiên, ở thời điểm Hoàng Kim, nam nghệ sĩ cũng là một tay chơi chính hiệu, thế nên đã lâm vào cảnh nợ nần nghèo túng khó khăn. Ông đã chuyển từ làm kép hát sang làm bầu, phải bán nhà, bán đất để trả nợ. Nam nghệ sĩ kể rằng, có những trận bạc ông đã thua một lúc 3 ngôi nhà và mang nợ 1 tỷ đồng vào những năm 1990-2000. Vũ Linh chia sẻ: "Để có tiền trả nợ, tôi đã nhận quay video cải lương, mỗi ngày chỉ ngủ 3 tiếng, còn lại thời gian tôi sẽ ở trong phòng thu rồi ra phim trường. Tôi muốn làm lại từ đầu, rũ bỏ tất cả những ký ức đen tối." Lúc đó tôi mới thấm thía câu nói của ông bà: "Chiến thắng bản thân mình thực khó. Tôi mà không phải trả nợ suốt 20 năm vừa qua thì bây giờ nhà cửa của tôi ăn không hết." Vũ Linh tâm sự. Nghệ sĩ Vũ Linh tên thật là Võ Văn Ngoan, sinh năm 1958 tại thành phố Hồ Chí Minh. Ông đã từng học hành giang dở bởi vì gia cảnh rất khó khăn. Vũ Linh được gia đình cho học hát vào năm 13 tuổi tại trường Văn Phát, sau đó chuyển qua học ca cổ với nghệ sĩ Văn Vĩ. Năm 14 tuổi, ông đã bắt đầu theo đoàn Đồng Ấu Hoa Thế Hệ đi diễn ở nhiều tỉnh tại miền Nam. Một thời gian sau đó, Vũ Linh về hát cho gánh hoa anh Đào Kim Trưởng, nơi mà tạo cho nghệ sĩ trẻ gặp được hai nhân vật gạo cội trong ngành cải lương là nghệ sĩ ưu tú Diệu Hiền và nghệ sĩ Trương Hành Loan. Họ thương mến Vũ Linh như con em trong nhà, tận tình chỉ dẫn về nghề nghiệp. Sau đó nhiều năm, ông đã cộng tác rất nhiều đoàn hát, gánh hát, biểu diễn ở thành phố Hồ Chí Minh, sau đó lại đi tỉnh. Đến năm 1988, tại tuổi 30, Vũ Linh đã thực sự bước lên đỉnh vinh quang trong nghề nghiệp khi cộng tác với nhà hát cải lương Trần Hữu Trang II. Bằng vở Sa Phu Đi Sứ, ông đã đưa nghệ thuật sân khấu cải lương tuồng cổ trở lại với quần chúng. Tiếp đến là hàng loạt những vở tuồng cải lương hồ quảng nổi tiếng khác như Lương Sơn Bá Trúc Anh Đài, Bàng Quý Phi, Thần Nữ Dâng Ngũ Linh Kỳ, Chiêu Quân Cống Hổ. Vũ Linh được đánh giá là hội tụ đủ mọi yếu tố cần để trở thành ngôi sao sáng giá, như là gương mặt đẹp kiểu một tài tử, vóc dáng cao nho nhã, đôi mắt biết nói, chất giọng ngọt ngào, tình cảm trời cho. Trở thành ông hoàng cải lương hồ quảng, Vũ Linh đã xuất hiện ở rất nhiều sân khấu. Cứ ông có mặt ở sân khấu nào là sân khấu đó kín chỗ. Tủ kính trưng bày của các gian hàng băng đĩa ở hạng mục cải lương luôn luôn tràn ngập hình ảnh của ông. Trong cuộc đời làm nghệ thuật của mình, Vũ Linh được rất nhiều lần vinh danh. Hạng nhì trong 10 diễn viên được ưa thích nhất năm 1989, đứng đầu top 10 diễn viên được ưa thích nhất 1990. Năm 1991, ông đã giành được huy chương vàng giải triển vọng Trần Hữu Trang, là nam nghệ sĩ duy nhất trong 6 người đoạt giải năm đó. Năm 1995, Vũ Linh đoạt giải huy chương vàng, diễn viên xuất sắc của giải thưởng Trần Hữu Trang. Đây là năm đầu tiên giải thưởng Trần Hữu Trang có hạng mục này. Vũ Linh được phong danh hiệu nghệ sĩ ưu tú vào năm 1997. Tên tuổi của ông đã gắn liền với rất nhiều vở cải lương nổi tiếng như Hòn Vọng Phu, Dụ Áo Bụi Đời, Bức Ngôn Đồ Đại Việt, Cô Đào Hát, Lương Sơn Bá Trúc Anh Đài.
Không chỉ chiếm lĩnh trên sân khấu, Vũ Linh còn quay hơn 400 video cải lương, tham gia rất nhiều video ca nhạc như Duyên Tình, Tình Đời. Ông cũng diễn xuất trong hai bộ phim Cô Bé Mộng Mơ, Búp Bê Kỳ Quái. Sóng gió cuộc đời Vũ Linh phần nhiều gắn liền với tính ăn chơi của ông. Người trong nghề bảo nhau rằng, đời có tứ đổ tường, nguy hại thì ông đã vấp đủ, chẳng thiếu cái nào. Ông mê nhậu, nhiều cuộc nhậu không tính bằng giờ mà tính bằng ngày. Ham mê cờ bạc, có thời gian ông còn gần xa vào Mai Thúy, may mắn là đã thức tỉnh. Chuyện tình duyên của ông cũng thác hình không kém. Tài năng và nổi tiếng, Vũ Linh luôn không thiếu phụ nữ yêu mến, hâm mộ cuồng nhiệt. Bản thân ông cũng rất đa tình, vì thế mà đa đoan rồi vướng nhiều phiền lụy. Thời trẻ, Vũ Linh đã từng yêu sâu đậm một thiếu nữ xinh đẹp, nhưng gia đình giàu có của nàng lại ngăn cấm định kiến sướng ca vô loài. Đau buồn vì cuộc tình chia tay, Vũ Linh đã lún vào thói đỏ đen, may sau đó được sư phụ là nghệ sĩ Diệu Hiền nghiêm khắc thức tỉnh. Cuộc tình tiếp theo là với một cô gái sống gần nơi đoàn hát đóng quân, mang đến cho Vũ Linh một cậu con trai, nhưng cậu bé đã mất vì bệnh khi mới chỉ 3 tuổi. Cú sốc này đã nhấn chìm Vũ Linh vào men rượu. Một lần nữa, người vực ông dậy, trả lại cho sân khấu cải lương một nghệ sĩ tài năng, lại chính là ân sư Diệu Hiền. Có thời gian, Vũ Linh hẹn hò với nghệ sĩ cải lương Thanh Thanh Tâm, họ đã từng tính chuyện hôn nhân, nhưng mà nhân duyên không đủ cho nên đã chia tay. Sau đó, Vũ Linh còn có những mối tình dang dở khác. Hiện tại, ở tuổi 63, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh sống độc thân trong ngôi nhà tại quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, thường xuyên đi làm từ thiện. Chia sẻ với một tờ báo, Vũ Linh từng tâm sự,